Hôm nay mình giới thiệu với mọi người chiếc tủ cắt lọc sét một pha, nắp cho cây xăng, nhà cửa, văn phòng và nhà yến. Thì đây là chiếc tủ này, có thể để ngoài trời hoặc có thể đều chúng ta chôn trong tường đều được, hoặc là chúng ta để nổi ngoài trước khi vào thiết bị nhà đều được. Và tủ này thì được thiết kế bằng tất cả những vật liệu và linh kiện tốt nhất. Tất cả những linh kiện này đều là linh kiện tiêu chuẩn để có CACQ đàng hoàng và của chiếc tủ này thì linh kiện then chốt là của nhà cung Schneider, tập đoàn sản xuất thiết bị nổi tiếng toàn cầu của Pháp. Và cái thương hiệu Schneider thì mọi người đều biết. Và chiếc tủ này thì chống được cả xung nhiễu, xung sét và bản thân thì mình thiết kế là làm sao cho nó đơn giản tiện lợi nhất.